Chào các bác đã quay trở lại kênh của Shop Phạm Huấn nhé. Shop Phạm Huấn chuyên cung cấp đồ Nhật bãi, đồ thanh lý siêu thị từ Nhật Bản, Mỹ và Đức. Thì hôm nay em về một số sản phẩm nội thất gia dụng trong gia đình của các bác. Đây, thì một số sản phẩm rất là hấp dẫn, cực kỳ rẻ luôn cho các bác luôn, giá siêu hạt rẻ cho các bác. Hôm nay em về đây, mới về hàng, em giới thiệu cho các bác đây. Các bác xem video thì nhớ để cho em một nút like, một nút đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em để kênh của em được phát triển hơn, nhiều người biết đến hơn. Cảm ơn các bác. Đây là phương thức đặt hàng của bên em. Đây, các bác liên hệ trực tiếp đến 3 số hotline của bên em đây. Đây, các bác có thể gọi điện trực tiếp 24/24 cho em. Nhà em lúc nào cũng có người tư vấn cho các bác. Các bác cần mua hàng hoặc cần tư vấn đặt hàng thì cứ gọi điện trực tiếp cho em. Đây, số hotline đang hiển thị trên màn hình của các bác đây. Một lưu ý nhỏ nhỏ nữa là cho các bác, đó là các bác nhắn tin Zalo rồi thì sẽ không gọi điện nữa, và gọi điện rồi sẽ không nhắn tin nữa. Xin cảm ơn các bác. Để tránh trường hợp lên trùng đơn, lên hai đơn cùng một lúc cho các bác thì sẽ gây thiệt hại cho shop và không hay cho đến khách hàng. Cảm ơn các bác. Sản phẩm đầu tiên về phần gia dụng trong ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cho các bác là con bộ đũa nha. Bộ đũa này của Nhật nha các bác ơi. Bộ đũa Nhật nha. Bộ đũa này thì gồm 5 đôi. Cực kỳ xịn sò luôn các bác. Đây. Em giới thiệu luôn cho các bác đây. Cực kỳ xịn luôn các bác ơi. Đây. Làm bằng chất nhựa sợi carbon nha, sợi carbon siêu bền, siêu chịu nhiệt nha các bác ơi. Con này thì chịu nhiệt là lên đến 240 độ cơ. Cực kỳ xịn sò các bác, đun cũng không khó mà cháy được. Cực kỳ chất luôn các bác ơi. Đây, hàng Nhật nha. Hàng Nhật các bác ơi. Đây, thương hiệu Shikisai nha các bác. Thương hiệu Shikisai của Nhật nha các bác. Đây, là một thương hiệu rất nổi tiếng về đồ gia dụng của bên Nhật. Cực kỳ xịn sò đây. Con này thì gồm 5 đôi đũa nha, 5 đôi đũa chịu nhiệt siêu bền nha các bác ơi. Bẻ không gãy luôn. Bẻ không gãy. Bên em đang chào bán với giá là 100.000 5 đôi. Con này thì cực kỳ sang trọng nha các bác. Đây, cực kỳ sang trọng. Ngoài có thể sử dụng để ăn ra thì các bác có thể đem biếu tặng cho cũng được. Cực kỳ xịn sò luôn. Siêu bền, siêu hấp dẫn luôn các bác ơi. Rồi. Đại hộp cực kỳ xịn sò luôn các bác ơi. Rồi. Cực kỳ xịn luôn. 5 đô nha, đũa 5 đô. Bên em đang bán với giá là 100.000. 100.000 đũa 5 đô, mã sản phẩm đũa 5 đô nha các bác ơi. Cực kỳ xịn luôn. Rồi. Chịu nhiệt đến 240 độ. 100.000. Mã sản phẩm là đũa 5 đô nha các bác ơi. Cũng ở phân khúc đũa ăn thì bên em giới thiệu cho các bác là bộ đũa 10 đô nha các bác ơi. Bộ đũa 10 đô nha các bác. Đây. Cũng đồng giá 100.000, hàng của Nhật nha. Đây, các bác có thể quan sát đây. Made in Japan này, cực kỳ xịn sò luôn. Hàng nhà em thì luôn luôn có tem mác nha, đây tem chống hàng giả của Việt Nam đây, cực kỳ chất nha. Đây là hàng nhập khẩu về nha, hàng Việt Nam nhập khẩu từ Nhật Bản về nha, cực kỳ chất luôn. Đây, đũa 10 đô cũng có giá 100.000. Con này thì chỉ chịu nhiệt thấp hơn một chút, chỉ có 210 độ thôi, chỉ 210 độ thôi, nhưng mà đó cũng là quá đủ rồi, quá đủ cho việc nấu nướng ăn uống hàng ngày rồi. Con này thì vô cùng an toàn cho sức khỏe nha các bác, được tiệt trùng rồi, làm bằng chất liệu sợi cặc carbon siêu bền nha các bác. Hàng Nhật Bản nên các bác cứ yên tâm. Người Nhật đây sử dụng hàng nội địa Nhật mà. Đây, bên em bán với giá 100.000. Mã sản phẩm đũa 5 đô và đũa 10 đô. Đây là con 10 đô nha các bác. Đây. Con này thì phù hợp cho sử dụng trong gia đình, cực kỳ chất nha. Còn về biếu cho thì các bác nên mua loại 5 đô kia, nhìn nó sang trọng hơn. Cực kỳ chất nha, đồng giá 100.000 nha các bác ơi. Cực kỳ xịn sò, 100.000, đũa 10 đô hoặc 5 đô. Các bác lên trên mã sản phẩm là đũa 10 đô hoặc 5 đô, 100.000 đồng giá luôn các bác ơi. Tiếp theo em muốn giới thiệu cho các bác là con đá mài nha các bác ơi. Đây, con đá mài này thì nhà em có hai loại nha các bác ơi. Con này độ mịn là từ đây, độ mịn 5.000. Độ mịn 5.000 này, đây. 5.000 đến 10.000 nha các bác ơi. 10.000, độ mịn 5.000 đến 10.000. Cực kỳ chất luôn các bác ơi. Đây là độ mịn, con này bên em ký hiệu là đá A nha. Độ mịn 5.000 đến 10.000 các bác ơi. Đây, bên em đang bán với giá là 220.000. 220k. Đây. Bên em bán với giá là 220k. Bao ship luôn các bác ơi. 220k, độ mịn 5.000 10.000. Có hai mặt nha các bác ơi. Hai mặt nha. Hàng này hàng mới nội địa Nhật nha các bác ơi. Độ mịn 5.000 đến 10.000, mài cực kỳ sắc bén luôn các bác ơi. Bên em bán với giá là 220.000. Bao ship toàn quốc với mã sản phẩm là đá A nha các bác ơi. Các bác lên cho mã sản phẩm đá A.
220.000 bao ship nha các bác ơi. Có hai mặt mài đây, cực kỳ xịn sò luôn các bác ơi. Đây, cùng phân khúc với nó thì bên em giới thiệu các bác là con đá B các bác ơi. Đây, con đá B. Con đá B này thì độ mịn của nó là từ đây, độ mịn 3.000 đến 8.000 các bác ơi. Độ mịn 3.000 đến 8.000 nha các bác ơi. 3.000 đến 8.000 nha, độ mịn 3.000 đến 8.000. Mã sản phẩm là đá B. Đá B thì bên em bán với giá là 200.000. 200.000 bao ship luôn. 200.000 bao ship. Độ mịn này thì độ mịn càng mịn thì tương đương với mài những con dao càng ngon nha các bác. Mài càng mịn thì mà dao càng ngon, càng sắc nha các bác ơi. Nhưng mà con này thì đủ dùng trong gia đình rồi. Các bác nào dùng dao chuyên nghiệp trong gia đình thì mới cần sử dụng những con đá A này. Đây, độ mịn cao hơn. Độ mịn cao hơn thì sử dụng đá A nha các bác ơi. Còn độ mịn bình thường thì sử dụng đá B. Cái giá là 200.000 bao ship toàn quốc luôn các bác ơi. Đến từ thương hiệu Katashiwa của Nhật nha các bác ơi. Đây, Made in Japan này. Hàng nhà lúc nào cũng có in Made in Japan nha. Vì hàng chuẩn Nhật Bản nên các bác cứ yên tâm, đảm bảo chất lượng cho các bác sử dụng luôn. Các bác nên cho mã sản phẩm là đá mài nha. Đá mài. Đá A thì là 220, còn đá B thì là 200. Đều bao ship hết nha. Đều bao ship hết nha các bác ơi. Cực kỳ xịn sò luôn. Các bác nên cho mã sản phẩm đá mài nha. A hoặc B, 220 và 200. Bao ship luôn các bác ơi. Về nói về phần gia dụng thì bên em cũng mới về con máy xay tiêu đây. Đây, đây là con máy xay tiêu các bác ơi. Đây, các bác về các bác có thể bỏ hạt tiêu trực tiếp vào đây. Đây, bỏ hạt tiêu trực tiếp vào đây. Rồi đậy nắp lại. Rồi, phần này là phần đựng tiêu khi đã xay các bác ơi. Đây, phần thủy tinh này là phần đựng tiêu khi đã xay. Đây, các bác chỉ cần xoáy vào như này thôi. Xoáy vào như này. Đây, vặn theo chiều kim đồng hồ là đã xay nha. Là đang xay các bác ơi. Đây, phần xay rồi nó sẽ tự động chảy xuống đây. Cực kỳ xịn sò. Đây là phần đầu vào nó này. Đây có thể điều chỉnh độ nhỏ của hạt tiêu các bác. Đây, đây là nút điều chỉnh độ nhỏ của hạt tiêu. Cực kỳ xịn sò nó các bác. Độ nhỏ của hạt tiêu các bác. Xoáy ra xoáy vào để điều chỉnh độ to nhỏ của hạt tiêu thành phẩm. Đây, xay tiêu vô cùng đơn giản đó. Các bác chỉ cần bỏ vào xay. Đây, các bác có thể sử dụng vô cùng đơn giản. Bên em bán với giá là 100.000. Mã sản phẩm là máy xay tiêu các bác ơi. Máy xay tiêu 100.000. Cực kỳ xịn sò luôn. Có cả điều chỉnh độ to nhỏ của hạt tiêu nhá. Đây, đây là núm điều chỉnh to nhỏ như các bác. Xoáy theo chiều kim đồng hồ là đồng nghĩa với việc nhỏ dần. Và xoáy ra thì nó to lên, to hơn. Cực kỳ đơn giản, dễ dùng, cực kỳ dễ dùng luôn. Trẻ con cũng dễ dùng được. Bên em đang bán giá là 100.000. 100.000. Mã sản phẩm là máy xay tiêu nha các bác ơi. Máy xay tiêu 100.000. Tiếp theo em xin giới thiệu cho bác là con vòi nối đây đây. Con vòi nối này bên em thì dùng để lắp vào các đường ống để rửa bát nha các bác. Đây, thì em sẽ test luôn cho các bác nha. Đây các bác ơi, đây là cái vòi nước bình thường, vòi xả là đây, mã của em là cam xanh các bác đây. Vòi xả nước bình thường của gia đình thôi. Đây, lắp vào vô cùng đơn giản các bác ơi. Đây, lắp vào vô cùng đơn giản nha. Chống trào nước ra ngoài các bác ơi. Cực kỳ xịn nha, lắp cực kỳ ấy nha, khít nha. Vô cùng khít luôn các bác ơi. Đây. Vẩy không ra luôn, em dứt mạnh mới ra đây. Rồi, các bác có thể nghe tiếng pịch cái đó. Đó, nó mút cực kỳ chặt luôn các bác ơi. Đây, vòi này vòi xả nha. Vòi xả để rửa bát nha các bác. Nó có hai chức năng nha, hai chế độ. Đây, đây là chức năng hoa sen. Còn đây, khi đóng này là nó đang là hoa sen này. Mở ra là đường xả trực tiếp nha. Đây, các bác có thể nhìn thấy thông đầu kìa. Các bác có thể quan sát đấy. Đây, bên em đang thanh lý với giá chỉ 50.000 thôi. 50.000 con vòi này đây, con vòi rửa bát. Các bác có thể mua về để lắp vào vòi nước như thế này. Đây, các bác có thể mua về lắp vào vòi nước này, có thể rửa bát này, rửa bát chén đũa cực kỳ xịn sò luôn các bác. Nước ra vô cùng mạnh luôn nha, chế độ hoa sen ra vô cùng mạnh luôn. Bên em bán với giá chỉ 50.000 thôi. 50.000 con vòi nối đây. Mã sản phẩm là vòi nối nha các bác ơi. Các bác lên cho mã sản phẩm là vòi nối 50.000, cực kỳ rẻ luôn. Đây, cùng như thế thì em giới thiệu luôn cho các bác là con vòi cam xanh nha các bác ơi. Đây, vòi cam xanh. Con này thì có chức năng là chia nước ra làm hai cổng nha các bác. Hai cổng nha. Chia nước làm hai cổng, hai công tắc khác nhau nha. Hai van khác nhau. Đầu xoáy được làm bằng đồng nha các bác. Đây, cực kỳ xịn sò. Đầu xoáy làm bằng đồng nha các bác. Đây. Cái này thì có chức năng vừa xoáy này, vừa có thể lắp ráp ấm nước nhựa vào được luôn. Cực kỳ xịn sò, cực kỳ thông minh luôn các bác ơi. Van đây, cái này có chia nước làm hai cổng. Cực kỳ xịn sò luôn. Nước cũng cực kỳ mạnh luôn các bác ơi. Đây, vòi chính thì nó sẽ chảy mạnh hơn vòi phụ nha các bác. Nên tránh trường hợp các bác mua về thắc mắc sao vòi này chảy nhẹ hơn vòi này. Thì em nói thẳng luôn là con này thì bên em đang bán với giá là 100.000.
mấy mã sản phẩm là vòi cam xanh nhá bác ơi, vòi cam xanh 100.000 cực kỳ xịn sò luôn. Đây đầu này là bằng đồng nha, xoáy gen 21 là chuẩn luôn nha các bác ơi, cực kỳ dễ dùng luôn. Về các bác chỉ cần lấy cuộn băng tan xoáy vào là có thể sử dụng được luôn. Khi mua combo vòi nối với lại vòi cam xanh thì bên em sẽ bao ship luôn nha các bác ơi, cực kỳ xịn sò. Bên em bán với giá là 100.000 vòi cam xanh và 50.000 vòi nối. Khi mua combo 2 chiếc thì em sẽ bao ship luôn. Mã sản phẩm là vòi cam xanh nha, 100.000. Tiếp theo về phần gia dụng nhà bếp thì em xin giới thiệu cho các bác là con đây, con dao gọt hoa quả đây. Con này dao gọt hoa quả này nằm trong bộ dao Volvo 1.2 triệu của Nhật nha các bác ơi. Đây, con này thì em có bán lẻ nha. Con này thì là dao gọt đây, nằm trong bộ Volvo của Nhật nhá. Bên em đang bán thanh lý với cái bộ đấy với giá 1.2 triệu. Đây, các bác có thể quan sát đây. Đây, để em lấy nét cho các bác. Đây, Volvo nha các bác ơi. Đây. Đây, dao Volvo, thương hiệu Volvo. Bên em lên mã con này với giá là dao gọt nha các bác ơi. Dao gọt đây. Con này tổng chiều dài dài 20 phân nha các bác ơi. Con này tổng chiều dài dài 20 phân. Bên em bán với giá chỉ 90.000 thôi. 90.000 chưa bao ship nha các bác ơi. 90.000 chưa bao ship. Con này thì gọi là siêu sắc luôn. Siêu sắc luôn các bác ơi. Đây, em test luôn cho các bác xem nhé. Đây, em đang sử dụng lớp bìa hai lớp nha các bác. Đó, các bác có thể quan sát không? Cắt ngọt, cực kỳ ngọt luôn các bác ơi. Bên em bán với giá là 90.000. 90.000 chưa bao ship nha các bác ơi. 90.000 chưa bao ship, mã sản phẩm là dao gọt. Các bác lên cho mã sản phẩm là dao gọt nha, 90.000 chưa bao ship. Tiếp theo phần giới thiệu sản phẩm nhà bếp trong ngày hôm nay thì em xin giới thiệu cho các bác là con kéo cắt thịt gà nha các bác ơi. Kéo cắt thịt gà, hoặc nó bác cũng có thể sử dụng nó như một kéo cắt rau củ quả cho gia đình được. Nhưng mà con này thì chức năng chính của nó là cắt thịt gà nha các bác. Đây, hàng Nhật, hàng của Đức nha các bác. Made in Germany đây, các bác có thể quan sát đây. Đây, các bác có thể quan sát đây. Đây, Made in Germany đây, cực kỳ xịn sò đây. Bên em đang bán với giá là 150.000, 150.000 bao ship nha. Con này thì cắt được con gà khoảng 3 cân đổ về nha các bác ơi. Con này cắt được 3 cân đổ về nha, cực kỳ xịn sò, cắt được cả xương nha. Các bác lưu ý là cắt được cả xương nha. Bên em bán với giá là 150.000 bao ship. Với mã sản phẩm là kéo Đức nha, kéo gà Đức nha. Các bác lên trên mã sản phẩm là kéo gà Đức, 150.000 bao ship luôn các bác ơi. Cùng phân khúc với kéo cắt thịt gà thì em xin giới thiệu cho bác là con kéo gà Nhật nha các bác ơi. Con này thì lại to hơn con của Đức nha. Con này to hơn của Đức nha. Đây, hàng Nhật Bản đây. Made in Japan này, hàng Nhật Bản này các bác quan sát đây. Cực kỳ xịn sò luôn các bác ơi. Đây, tự đàn hồi khi cắt này đây. Hở ra là nó đàn hồi về vị trí ban đầu. Cực kỳ xịn sò. Đây, con này thì cắt được con gà khoảng trên 3 cân. Tối đa là khoảng 5-6 cân. Con gà 5-6 cân cắt được thì cực kỳ xịn rồi. Đây, nó còn thêm cả chức năng kẹp thịt cua nha các bác. Đây, các bác ăn hải sản thì có thể kẹp đây để bóp vỡ lớp vỏ bên ngoài, cực kỳ xịn sò luôn. Bên em bán với giá là 230.000 bao ship. Mã sản phẩm là kéo gà Nhật nha, kéo gà Nhật. Con này cắt được thịt gà khoảng 4-5 cân thoải mái luôn, cực kỳ xịn sò luôn. 230.000 bao ship. Mã sản phẩm là kéo gà to hoặc kéo gà Nhật nha các bác ơi, siêu xịn luôn. 230.000 bao ship. Mã sản phẩm là kéo gà to. Tiếp theo cũng là kéo nha. Đây là con em xin giới thiệu cho các bác là con kéo nhà bếp nha. Kéo nhà bếp, mã sản phẩm bên em đang ký hiệu là kéo bếp bạc. Kéo bếp bạc này thì có chức năng là cắt rau củ quả nha và thịt nha, không cắt được xương nha. Con này chỉ được cắt được xương răm, xương nhỏ thôi. Còn chủ yếu của nó là cắt thịt hoặc cắt rau củ quả trong nhà bếp nha. Cực kỳ xịn sò luôn các bác ơi. Đây, con này thì bên em bán giá là 130.000, hàng của Nhật nha. Hàng của Nhật nên các bác yên tâm đảm bảo với chất lượng. Bên em bán với giá là 130.000. 130.000, mã sản phẩm là kéo bếp bạc nha các bác ơi. Kéo bếp bạc 130.000. Tiếp theo thì bên em đang thanh lý con thìa ăn này đây. Con thìa ăn này thì được làm bằng chất liệu inox 304 nha các bác. Inox 304 xuất xứ từ nước Đức nha các bác. Đây, Made in Germany đây. Các bác có thể quan sát đây. Chữ hơi nhỏ nha các bác. Hàng Đức nha. Đây, ký hiệu của Willing của Đức nha các bác. Thương hiệu Willing của Đức nha. Đây, con này thì bên em đang bán với giá là bán lẻ là 35.000 chiếc. Thì các bác mua số lượng lớn thì bên em sẽ có bớt nha các bác. Các bác mua số lượng lớn thì bên em sẽ có bớt nha. Con này thì làm thì ăn cực kỳ xịn sò, cực kỳ sang trọng luôn. Các bác làm nhà hàng thì làm con này thì thôi, chấm hết luôn, cực kỳ không thể chê được luôn. Bên em bán lẻ với giá là 35.000 một chiếc nha, 35.000 một chiếc thì ăn. Mã sản phẩm thì ăn nha. Thì các bác mua nhiều số lượng nhiều thì bên em sẽ có giảm nha. 35.000 một chiếc bán lẻ nha các bác ơi, cực kỳ xịn sò.
Các bác làm nhà hàng thì sở hữu con này thì vô cùng sang trọng rồi, cực kỳ xịn sò. Inox 304 siêu bền, không dỉ nha các bác ơi. Siêu bền không dỉ. Giá là 35.000 một chiếc bán lẻ nha các bác ơi. Nên cho em mã sản phẩm là thìa ăn nha. Tiếp theo thì em xin giới thiệu cho các bác là con cốc pha cà phê tự động nha các bác ơi. Đây, con cốc pha cà phê tự động này thì đến từ thương hiệu của đây Nhật Bản nha các bác ơi. Thương hiệu của Nhật Bản nha, đây. Cực kỳ xịn sò luôn. Con này có chức năng thì có các bác chỉ cần đổ nước nóng và cà phê hòa tan của mình vào, bật công tắc là nó có thể tự động hòa tan em ơi. Đây, motor quay cực kỳ mạnh luôn. Motor quay cực kỳ mạnh luôn. Đây, làm bằng inox 2 lớp nha, inox 2 lớp. Siêu bền nha các bác. Đây, các bác có quan sát không? Con này thì sử dụng pin pin con thỏ loại nhỏ nha, đây. Ở bên dưới đáy nó nha, hai viên nha, hai viên pin con thỏ loại nhỏ. Thì các bác mua hàng thì em tặng luôn pin nha các bác ơi. Thì các bác mua hàng thì em tặng luôn pin. Cực kỳ xịn sò luôn. Đây, nắp đậy đây. Cực kỳ bền chắc luôn đây. Các bác có thể xoay ra để mở nha. Đây, xoay ra để mở, cực kỳ xịn sò. Đây, xoay ra để mở. Cực kỳ chất luôn các bác ơi. Bên em bán với giá là 150.000 bao ship với mã sản phẩm là cốc pha cà phê nha các bác ơi. Mã sản phẩm là cốc pha cà phê. 150.000 bao ship. Cực kỳ xịn sò luôn, vô cùng tiện lợi luôn. Inox 2 lớp cách nhiệt cực kỳ ngon luôn các bác ơi. Cách nhiệt nha các bác, 150.000 bao ship. Mã sản phẩm là cốc pha cà phê. Thép siêu bền nha các bác, inox siêu xịn nha. Rồi, cực kỳ chất nha, rất bóng nha. Con này con dao nhỏ nha, cực kỳ đẹp luôn. Thái rau củ quả chấm hết luôn. Cực kỳ đẹp luôn, con nào cũng được in tem nha. Các bác yên tâm. Đây, tiếp theo là con kéo. Con kéo này thì cực kỳ xịn nha các bác. Đây, cắt cực kỳ ngọt luôn. Đều được in tem nha các bác. Cực kỳ xịn sò, đều được in tem. Đều được in tem của Nhật nha. Đây, còn đây một sản phẩm nữa là một con liếc mài dao. Liếc mài dao này thì thuộc loại nhỏ thôi. Nên cũng đi theo bộ nên là cũng không được ngon như những con bán lẻ ngoài thị trường. Nhưng con này dùng cũng ok hết thôi. Đây, đây là khay đựng dao của nó. Khi lắp vào thì sẽ vô cùng xịn nha các bác ơi. Vô cùng đẹp luôn. Vô cùng xịn sò luôn. Khi lắp vào sẽ nhìn rất sang luôn các bác ơi. Lắp vào cực kỳ sang luôn. Cực kỳ xịn sò khi lắp vào. Đây, khi lắp ráp vào thì nó sẽ là như này. Cực kỳ đẹp nha các bác ơi. Đây, bộ dao xăm món. Bên em bán bộ này với giá là 270.000 bao ship nha các bác ơi. 270.000 bộ dao 6 món gồm 3 con dao thái và một cái liếc mài dao cộng một cái kéo. Cực kỳ xịn sò, đựng trong khay này vô cùng đẹp nhé. 270.000 bao ship. Các bác lên cho mã sản phẩm là bộ dao 6 món hoặc bộ dao chuyên thái, 270.000 bao ship. Một sản phẩm tiếp theo em muốn giới thiệu các bác trong ngày hôm nay đó là con điện thoại Nokia. Điện thoại Nokia nha các bác ơi. Đây, điện thoại Nokia. Huyền thoại Nokia, huyền thoại nha các bác ơi. Cực kỳ xịn sò luôn. Rồi, hàng này hàng Nhật nha các bác ơi. Hàng Nhật nhưng mà được ủy quyền cho công ty Trung Quốc ở cơ sở Trung Quốc sản xuất nha. Trung Quốc thì là một cái vựa để sản xuất điện thoại trên thế giới rồi. iPhone, Samsung, Oppo đều sản xuất ở Trung Quốc nhưng công nghệ đến từ Nhật Bản nha các bác ơi. Đây, em cũng nói thẳng luôn là công nghệ của Nhật Bản nhưng mà được sản xuất tại Trung Quốc nha các bác ơi. Được xưởng tại Trung Quốc nha, xuất xưởng Trung Quốc. Em nhập về một lô điện thoại Nokia này thì đây. Thì các bác mua hàng thì sẽ được đủ combo nha các bác, pin, điện thoại và cả củ sạc, cực kỳ xịn sò. Các bác về các bác chỉ cần lắp pin vào là sử dụng thôi. Đây. Bật nguồn lên là sử dụng thôi. Cực kỳ dễ dùng luôn. Cực kỳ dễ dùng luôn. Đây, bật lên cái được luôn này. Đây. Các bác về các bác chỉ cần lắp sim vào là sử dụng thôi. Lắp sim vào sử dụng thôi. Đây. Các bác chỉ cần lắp sim vào là sử dụng. Đây, con dây sạc nó đây. Các bác về các bác cắm sạc vào cho em. Pin hết thì các bác cắm sạc vào cho em. Pin cực kỳ mới, pin mới nha các bác ơi. Hàng hàng này là hàng của Nhật nha các bác ơi. Hàng của Nhật. Bên em bán con này với giá là 270.000 bao ship. Mã sản phẩm là cái điện thoại Nokia nha các bác ơi. Đây, khi đủ combo thì nó sẽ gồm một điện thoại, một pin và một củ sạc nha các bác ơi. Một củ sạc cực kỳ chất luôn các bác ơi. Đây, đủ bộ, các bác về chỉ cần lắp sim vào là sử dụng thôi. Pin cực kỳ trâu, dùng chục ngày không hết pin luôn.
cực kỳ xịn luôn. Pin pin tiêu chuẩn của Nokia đây, huyền thoại đây, 1020 mAh, cực kỳ xịn sò. Bên em bán với giá là 270.000, bao ship toàn quốc. Các bác lên cho mã sản phẩm là điện thoại Nokia 270.000, bao ship toàn quốc nha các bác ơi. Tiếp theo thì muốn giới thiệu các bác là con đầu khò ga đánh lửa tự động như các bác, đến từ thương hiệu Kabushi của Nhật Bản. Đây, em đã giới thiệu từ đầu khò cho các bác nha. Đây, đầu khò được làm bằng đồng nha các bác, đồng nguyên chất, đồng pha thép nên là các bác cứ yên tâm, đảm bảo với chất lượng khi sử dụng nó tránh bị tan chảy nhé, chống tan chảy nha các bác. Đây, đánh lửa tự động. Đây, các bác có nhìn thấy tên lửa không? Đây, em quay chậm lại. Đó, cực kỳ xịn sò nữa các bác. Tia lửa cực kỳ mạnh, đánh một phát ăn ngay, chắc chắn một phát ăn ngay, cực kỳ khỏe luôn các bác. Đánh lửa tự động, nhìn mẫu mã cực kỳ đẹp nha các bác. Mẫu mã cực kỳ đẹp, thương hiệu Kabushi của Nhật Bản. Đây, có cái nút điều chỉnh lượng ga ra ra vào, cực kỳ xịn sò. Con này lắp bình ga mini là sử dụng nha các bác ơi. Con này lắp bình ga mini trong gia đình nha, cực kỳ xịn sò. Các bác nào làm cơ khí hoặc gia đình cần sử dụng đến khò ga khò lửa thì sở hữu em này là quá ngon rồi. Bên em bán con này với giá là 170.000, bao ship luôn các bác ơi. 170.000 bao ship toàn quốc luôn, cực kỳ xịn sò, đánh lửa tự động, đầu khò được làm bằng đồng nguyên chất, đồng pha thép nên tránh bị tan chảy khi sử dụng, cực kỳ xịn sò các bác ơi. Mặt ngoài được làm bằng thép nha, đây cực kỳ xịn. Thân được làm bằng nhựa ABS siêu bền nên các bác cứ yên tâm, chống va đẹp luôn, cực kỳ xịn sò các bác. Bên em bán này với giá là 170.000, bao ship. Mã sản phẩm là khò ga to nha các bác ơi. Mã sản phẩm là khò ga to, có núm điều chỉnh lượng ga, đánh lửa tự động, cực kỳ xịn sò. 170.000, bao ship. Các bác lên trên mã sản phẩm là khò đại nha, khò to, khò đại, 170.000, bao ship. Sản phẩm tiếp theo trong ngày nay em muốn giới thiệu các bác trong video mùng 2 tháng 9 siêu sale nhân ngày Quốc Khánh thì bên em lên cho các bác nhiều sản phẩm hấp dẫn, nhiều sản phẩm bao ship. Thì em xin giới thiệu cho các bác là con dao siêu tầm với mã sản phẩm là SA78 nha các bác ơi. SA78 cực kỳ xịn sò luôn. Đây, đến từ thương hiệu Columbia của Mỹ nha, cực kỳ xịn luôn. Đây, em sẽ soi tổng thể các bác, bóng loáng đây. Đây, cực kỳ bóng luôn các bác ơi. Đây, dao mới được bọc lưỡi lại để tránh nguy hiểm. Đây, em test cắt giấy cho các bác nha. Đó, giấy gấp đôi nha các bác ơi. Đây, giấy gấp đôi nha. Rồi, thì nói là siêu sắc luôn các bác ơi, siêu sắc luôn chứ sắc bình thường thì không nói lên hết được. Rồi, siêu sắc luôn. Để dao xuống nào. Đây, em tăng độ khó thì em sẽ em gại giấy và dao luôn chứ không phải lấy dao cắt giấy nữa. Rồi, vẫn đứt như bình thường nha các bác ơi, cực kỳ xịn sò. Dao này siêu sắc luôn các bác ơi. Bên em bán này với giá là 420.000, nhân hôm nay mùng 2 tháng 9 siêu sale thì siêu khuyến mãi em sẽ bán với giá chỉ 400.000 thôi. 400.000 lại còn bao ship luôn, 400.000 bao ship toàn quốc. Các bác lên trên mã sản phẩm là dao SA78, dao siêu tầm, 400.000 bao ship toàn quốc. Đã giảm giá nha các bác ơi, đã giảm giá còn 400.000 bao ship toàn quốc. Đây, thì các bác mua hàng các bác được đựng trong cái bao da, bao vải nha, vải dù này nha, cực kỳ an toàn luôn các bác ơi. Bên em bán dao SA78 này với giá là 400.000 bao ship luôn các bác ơi. Duy nhất hôm nay 400.000 bao ship toàn quốc. Các bác lên trên mã sản phẩm là dao SA78 thương hiệu Columbia, 400.000 bao ship toàn quốc nha các bác ơi. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Phạm Huấn em. Các bác xem video thì nhớ để lại cho một like, một nút đăng ký kênh, ủng hộ kênh của em để kênh của em được phát triển hơn, nhiều người biết đến kênh em hơn. Và em sẽ cố gắng mang lại cho các bác nhiều sản phẩm hấp dẫn hơn, nhiều sản phẩm siêu khuyến mãi hơn để gửi tới các bác. Xin chào và hẹn gặp lại trong video ngày mai.